Let's go! Đồ ngon có ngay 5 sao. Kinh doanh có tâm. Quán tôi được đánh giá tốt lắm. Mời mọi người đến nha. Wow, ngon đỉnh luôn. Mọi người ơi. Ôi, Buffo đã chậm một bước rồi. Buffo đã có một cửa hàng của riêng mình. Bên này, cửa hàng của Buffo chẳng có lấy một khách hàng. Mình nhất định phải làm gì đó thôi. Mua một tặng một đây. Mọi người ơi, mua một bánh burger, tặng ngay một coca. Đồ ăn ôi thiêu sao mà ăn được, Buffo ơi. Vứt đi thì tiếc quá. Cậu cứ đánh giá 5 sao cho tôi đi. Hành động này là gian lận rồi. Bánh này chỉ xứng đáng 1 sao thôi. Cái giá phải trả của việc gian lận đó. Yêu ơi, kinh quá. Cậu còn thấy ghê mà bán cho bọn tớ. Tớ xin lỗi, tớ sẽ không gian dối như vậy nữa đâu. Lỗi của tớ, vì tớ đã đánh giá sai cho mọi người. Piggy, ở đây đợi mẹ một lát nhé. Mẹ cũng có thể tự đẩy xe hàng ngay mà. Máy bán hàng Pop It. Piggy, cậu đi đâu thế? Tớ đang giúp mẹ đẩy xe hàng ra chợ. Để tớ giúp cậu nhé. Đồng ý. Xin chào. Chào cậu. Của cậu đây. Cảm ơn cậu. Được rồi. Tạm biệt. Piggy, xe đang đi chậm quá, tăng tốc lên nào. Được. Nhanh hơn nữa cơ. Xe phóng nhanh quá đi mất. Ôi sao. Ôi, xe hàng hỏng mất rồi. Piggy sẽ phải làm gì đây?
Bố tớ mua nhiều bóp ít quá, tặng các cậu một ít này. Các cậu, tớ có ý này. Vũ Phù có ý tưởng gì đấy nhỉ? Nào, bắt đầu thôi. Cùng chờ xem xe hàng sẽ có diện mạo mới như thế nào nhé. Đường khiển hỏng mất rồi, làm sao đưa cái xe này ra công viên bây giờ? Cháu có cậu. Bú Phô, giúp tớ với. Không biết lần này Bú Phù sẽ nghĩ ra cách gì đây. Đi thôi. Xin mời bông hoa quả tươi đây. Hoan hô, vậy là các bạn nhỏ đã di chuyển xe hàng tới công viên thành công rồi. Tạm biệt. Wow, giỏi lắm các con. Hoan hô. Máy bán hàng cho em bé. Ôi, hai em bé chẳng chịu uống sữa gì cả. Không. Chúng ta phải tìm cách khác thôi. Tớ biết phải làm gì rồi. Cách của Pando không khả thi rồi. Các bạn nhỏ có cách gì khác không đây? Chúng ta có thể làm xe Lego để nhử chúng. Bắt đầu thôi. Chà, nhiệm vụ này khó quá đi. Hay là làm máy bán hàng tự động đi các cậu. Chúng đang đến rồi. Mau trốn vào trong đi nào. Các bạn đoán xem, liệu rằng lần này Jenny và Pandora có chịu uống sữa không nhé? Wow, những chiếc máy bán hàng tự động này mới đẹp làm sao. Nhiệm vụ được giao rồi này. Nhà buôn răng Gúp Phù. Gúp Phù, hãy kể về ước mơ của em nha. Vâng ạ. Tớ sẽ trở thành một người bán răng. Tại sao Gúp Phù lại mơ ước như vậy nhỉ? Tớ nảy ra ý tưởng này sau khi thấy các cậu ăn quá nhiều đồ ngọt vào ngày hôm qua đấy. Quá ngọt. Hmm.
Có lẽ chỉ cát là biết ăn uống lành mạnh thôi. Chà, cát cũng không ngoại lệ đâu nha. Tớ đau quá. Há miệng ra nào, các cháu. Ôi không, tất cả các bạn ấy đều bị sâu răng rồi kìa. Thật hả? Để tớ kể cho các cậu về cửa hàng răng của tớ nhé. Chúng mình cùng chờ xem thợ buôn răng Húp Phù sẽ bán hàng như thế nào nhỉ? Tớ nghĩ cái này sẽ vừa với cậu. Ổn đấy, tớ sẽ lấy nó. Hay quá, tớ lấy cái này nha. Đồng ý. Ái chà, Húp Phù sẽ tư vấn cho Piggy mẫu răng nào đây? Wow, Húp Phù đã trở nên thật giàu có. Trông cậu ấy khoái chí chưa kìa. Nếu các em ăn quá nhiều đồ ngọt thì ước mơ của Húp Phù sẽ trở thành hiện thực đấy. Vâng ạ. Chúng em không muốn điều đó xảy ra nên sẽ không ăn nhiều đồ ngọt nữa đâu ạ. Và đây là em bé dễ thương nhất thị trấn này, Jenny. Làm thế nào để chụp ảnh cùng Jenny đây? Ôi không, mọi người ai cũng muốn chụp ảnh cùng Jenny. Từng người một, đừng làm Jenny sợ. Được. Chào Jenny. Ôi, nhớ lại về cảnh tượng đông người, Jenny vẫn còn rất sợ hãi. Làm thế nào để Jenny chụp ảnh với mọi người đây? Chà, Lucy định hóa trang thành em bé cùng Húp Phù. Nhưng ôi, Húp Phù đã không đồng ý với ý tưởng này. Đây là ý tưởng mới của Húp Phù. Hai anh em đã cắt tạo hình ảnh Jenny từ những tấm bìa cắt tông. Tuyệt vời. Cửa hàng cảm xúc của Lucy. Mẹ ơi, mẹ ơi. Gì? Trên thế giới không có cảm xúc buồn thì tốt mẹ nhỉ? Để mẹ kể con nghe.
Nào cùng xem, nếu không có cảm xúc buồn thì chúng ta sẽ ra sao? Tôi muốn mua một vài cảm xúc. Có ngay. Wow. Ổn đấy. Ôi không. Ơ kìa Wufu, bản đồ đang đau mà. Ồ, cười khi người khác ngã thật không nên chút nào mẹ ạ. Đúng rồi. Ta sẽ bán cho ngươi một cảm xúc khác. Mano, cậu có sao không? Tớ xin lỗi. Anh có phù, chơi không ạ? À? 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi, Nancy chơi ăn gian kìa. Ôi không. Con sẽ rất tức giận nếu gặp ai đó chơi ăn gian như vậy. Đúng, nhưng con nhớ kiềm chế cơn giận nhé. Em chơi ăn gian, anh không thích thế. Bạn ấy hiểu rồi, bình tĩnh đã. Em xin lỗi ạ. Wow, con hiểu rồi. Chúng ta cần đủ các loại cảm xúc ạ. Khu ẩm thực ở tàu điện ngầm. Quý khách chú ý, hiện tại tàu điện ngầm đang gặp phải một chút sự cố và chờ đội kỹ thuật khắc phục. Ôi trời. Chuẩn bị có ý tưởng gì thế nhỉ? Cửa hàng đồ ăn nhanh trong tàu điện ngầm ư? Theo các bạn, ý tưởng này là đúng hay sai nhỉ? Oh,
Cháu bày đồ thế này sẽ làm phiền đến những người khác đó. Các bạn nhỏ đã ghi nhớ bài học ngày hôm nay chưa? Ôi, hình dạng của Lucy hôm nay bị sao vậy? Lucy đang bị truy đuổi ư? Bố mẹ burger của Lucy. Và thế là điều đó sẽ xảy ra nếu như em chỉ ăn đồ ăn nhanh thôi đấy. Không, làm sao có chuyện đó được ạ? Lucy có vẻ chẳng chịu nghe lời anh trai một chút nào. Có khiến Lucy thay đổi suy nghĩ không đây? Lucy à, dậy thôi, con yêu. Gì thế này à? Sao? Sao cháu lại ở đây à? Chúng ta mang con về nơi này để con có thể ăn thỏa thích hamburger mà con muốn. Con cứ ăn thật nhiều. Ở đây không ai cấm con ăn đồ ăn nhanh hết. Con muốn ở lại đây mãi mãi luôn ạ. Ước mơ thành sự thật rồi. Nếu có cuộc sống như Lucy, các bạn thấy sao? Con yêu. Bố mẹ thật của con cơ. Con không muốn những thứ đó nữa đâu ạ. Con đã ăn quá nhiều đồ ăn ở đây rồi. Con không được đi đâu hết. Ôi trời, rắc rối đã xuất hiện. Các bạn đã nhớ bài học ngày hôm nay chưa nào? Đồ ăn khổng lồ. Wow, nhìn vali đồ ăn của Buffo hấp dẫn chưa kìa. Tớ chỉ cho cậu từng này thôi. Các bạn đoán xem Hufu sẽ làm gì thế nhỉ? Giờ tớ có thể ăn thỏa thích luôn. Cậu có chắc là ăn hết được đồng đó không vậy? Tất nhiên. Liệu Hufu có thể ăn hết được bánh burger và khoai tây chiên khổng lồ chứ? Oh.
lần này không khả quan một chút nào. Bọn mình nên nhanh chóng đi về nhà thôi. Ôi không. Phí quá đi. Đáng lẽ tớ không nên tham lam như vợ ấy. Cảnh sát giỏi nhất. Mình đổi vai đi. Tớ sẽ không để cậu thắng nữa đâu. Sao cũng được. Tớ sẽ vẫn thắng thôi mà. Dừng lại. Nào các bạn nhỏ cùng xem, lần này cảnh sát Gốc Phu có thể bắt được tên tội phạm Buffo không đây? Cậu bỏ cuộc được rồi đấy. Cậu không bao giờ bắt được tớ đâu. Có chuyện gì thế, Buffo? Trở thành một cảnh sát không dễ đâu, Buffo. Để bác cho cháu thấy. Chà, và thế là Buffo đã được cảnh sát Châu đưa đến nơi tập luyện của mình. Bác có thể huấn luyện cháu được không ạ? Vì cháu muốn thành một cảnh sát thật ngầu. Trong này, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, thể lực của Gốc Phu đã thật sự được cải thiện rồi. Cháu đã sẵn sàng để đi bắt tội phạm rồi. Wow, vậy là chương trình huấn luyện của Gốc Phu đã hoàn thành. Giờ thì Buffo hay Gốc Phu sẽ là người giành chiến thắng. Các bạn nhỏ tập trung nha. Tớ sẽ trở thành cảnh sát giỏi nhất từ trước đến nay. Ô tô có vượt được biển không? Ước gì ô tô có thể vượt qua biển. Đúng đó. Con thử nghĩ xem có cách nào không. Đố hai con biết họ làm như thế nào đấy. Con nghĩ một vài chiếc xe đặc biệt có thể biết bơi à. Vượt biển nào. Chào bác. Con nghĩ một vài chiếc xe có thể bay à?
Ngầu quá. Tớ thích trí tưởng tượng của hai con, thật là sáng tạo. Con biết không, xe ô tô vẫn đi qua đường hầm để vượt biển được đó. Thế là... để chúng ta cho hai con thấy. Ái chà, bố Gúp Phu và bố Molly đang mô phỏng lại đường hầm dưới lòng đại dương đó các bạn. Lái xe qua hầm đi nào con trai. Vâng ạ. Bắt đầu thôi. Wow, đường hầm này mới tuyệt đẹp làm sao. Và chúng ta cũng có thể vận chuyển hàng hóa xuyên qua biển bằng cách này đó. Thật là một bài học hay. Nhà trên cây tí hơn nóng và lạnh. Jenny, bố cho em Jenny lên đây đi ạ. Cho em chơi ở độ cao như thế này rất nguy hiểm con à. Nhưng mà Jenny rất muốn chơi nhà xoài cùng anh chị. Húc Phù có cách gì không nhỉ? Bố ơi, con muốn làm nhà xoài tí hơn và ấm áp cho Jenny ạ. Không, mùa đông thì làm nhà lạnh sẽ hay hơn chứ. Không. Không. Được rồi, bố có ý tưởng này. Giờ chúng mình cùng xem Goofy và Lucy sẽ trang trí nhà xoay nóng và lạnh của riêng mình như thế nào nhé. Thấy chưa? Jenny thích nhà nóng của anh hơn. Ôi trời, Goofy và Lucy cứ tranh giành thế này thì Jenny sẽ ốm mất rồi. Em bé vô cùng nhạy cảm nên cần phải tránh thay đổi nhiệt độ quá đột ngột đó hai con. Con xin lỗi ạ. Chúng con sẽ sửa nhà xoài để Jenny chơi khi em khỏe lại ạ. Làm ơn, anh cũng muốn chơi với các bạn. Đến giờ đá bóng với Pando rồi. Không, anh phải chơi với chúng em ạ. Đến kia. Ôi không, Jenny thật là dễ thương. Anh bị bắt à? Ôi trời, Lucy chỉ muốn anh Húc Phu chơi với mình và Jenny thôi. Bando, YouTube ơi! Anh đi đi, là anh Húc Phu phải ở nhà. Không 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 không!
Lucy, tới giờ đi tắm rồi con. Jenny, em chụp ảnh Gufu nhé. Wow, vậy là Gufu đã được giải cứu rồi. Cha cha, thì ra Pando đã nhờ đến sự trợ giúp của Molly. Ôi, anh có phôi được rồi. Ôi, không xong rồi, Lucy đang rất tức giận. Có chuyện gì vậy? Nếu anh Gufu cũng cấm con chơi với bạn mình thì sao? Là một em bé nổi tiếng chắc là tuyệt lắm đây. Thì ra là Gufu cũng muốn Jenny trở thành một em bé nổi tiếng. Gufu nghĩ ra ý tưởng gì vậy ta? Thế này thì không ổn rồi. Trời, Gufu định lừa mọi người về sức mạnh thật sự của Jenny sao? Gufu, Jenny! Jenny nhấc cậu lên được thật à? Tất nhiên rồi, em mới còn nhấc được cả Gufu cơ. Dừng lại! Cậu để Jenny nhấc tớ lên xem. Gufu! Ôi không, Gufu sẽ làm gì bây giờ? Cậu đây rồi! Chuyện này là sao vậy, Gufu? Con chỉ muốn Jenny nổi tiếng thôi à. Hả?
Thấy đó, trở nên nổi tiếng không vui như con nghĩ đâu. Đám cưới vàng. Hai ngày nữa là đến đám cưới vàng của bố mẹ đó anh. Đám cưới vàng ư? Con muốn giúp bố mẹ. Hooray! Hooray! Wow! Quốc phu đã dùng giấy màu vàng và dán lên tất cả những chiếc ghế trong buổi tiệc. Tại sao con lại làm thế? Thì là đám cưới vàng mà bố. Wow, rất sáng tạo đó nha. Yay! Hooray! Sao khi nhìn thấy mọi người mặc trang phục đầy màu sắc, Quốc Phu lại hốt hoảng vậy? Con đang làm gì thế hả? Đây là đám cưới vàng của ông bà mà mẹ, nên con tưởng mọi thứ phải màu vàng chứ à? Không đâu Quốc Phu, đám cưới vàng là kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông bà đó cháu. Thì ra là thế. Các bạn nhớ định nghĩa của đám cưới vàng chưa nào? Cảm ơn cháu, bà rất thích những trang trí màu vàng này. Bố mẹ trong nhà búp bê. Hết giờ chơi rồi nhé hai con. Vâng ạ. Không. Tạm biệt. Đội đá Alien. Không. Quốc Phu định làm gì đây? Này. Quốc Phu. Sao bố mày lại thành ra thế này à? Ôi chào, thì ra người gây ra chuyện này không ai khác chính là Quốc Phu. Và Alien thì đã bay đi mất. Quốc Phu sẽ phải làm gì bây giờ? Tạm thời bố mẹ yên tâm, ở đây nha. Wow, Quốc Phu để bố mẹ ở trong nhà của búp bê ư? Quốc Phu! Không được rồi, nhà cho búp bê thì làm gì có nước chứ Quốc Phu ơi. Hmm.
Chà, bố Gúp Phu thật là khéo xử lý quá đi. Ôi không. Đạo trích sô cô la. Ôi trời, Gúp Phu ăn nhiều sô cô la quá đi. Con sẽ bị đau bụng đấy Gúp Phu. Con đã ăn quá nhiều sô cô la. Chà, chỉ còn một chiếc kẹo sô cô la duy nhất. Ôi, Gúp Phu đang tưởng tượng mình là một đạo trích sô cô la. Chiếu sức mạnh sô cô la là của ta. Chúng ta cùng xem kết cục của đạo trích Gúp Phu rồi sẽ như thế nào đây. Và mạnh mẽ. Gia đình mình cũng tham gia đi ạ. Nhưng tất cả gia đình đều sẽ tới đó đấy ạ. Ồ, vậy là chỉ có một mình Gúp Phu hứng thú với cuộc thi thời trang thôi. Ôi trời.
trời, chuyện gì đang xảy ra vậy? Wow, gia đình Gúp Phu sao lại vừa ngầu vừa mạnh mẽ thế này? Gúp Phu, muốn đi dạo một vòng với bố không? Dừng rồi. Bố ơi, dừng à. Bố ơi. Còn có một gia đình thứ hai nữa sao? Nhìn kia, gia đình này của Gúp Phù thì lại rất dịu dàng. Chúng ta chỉ muốn tạo bất ngờ cho con thôi. Hai em, hãy đi theo sát anh. Này, ngày mai chúng ta sẽ đi du lịch. Hai em nhớ phải theo sát anh nghe chưa? Không ạ, chúng em có kế hoạch riêng rồi. Ái chà, kế hoạch của Lucy và Nancy là gì đây nhỉ? Wow, thật không thể tin được. Mỗi chiếc máy bay lại có một màu khác nhau. Không, hai em sẽ bị lạc nếu đi xa như vậy. Được rồi, mình về thôi. Ôi không, Gúp Phù và bố mẹ đã đi đâu mất rồi? Bố mẹ sẽ không để ai bị bỏ lại. Nhưng nếu hai con bị lạc tại sân bay, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. Ồ, để xem gia đình Gúp Phù sẽ có thể gặp phải rắc rối gì đây. Bố ơi! Hả?
Rất xin lỗi, nhưng ông bà đã tới muộn. Cháu hiểu rồi ạ. Hai lá phổi cảm lạnh. Bên ngoài lạnh lắm, nên hai con đừng ăn nhiều kem quá nhé. Đừng ăn kem nữa, tôi lạnh quá. Ôi, Goofy và Lucy không nghe lời bố dặn, vẫn cố tình ăn rất nhiều kem. Mặc kệ sự ngăn cản của hai lá phổi. Wow, Goofy, trong kia. Bên ngoài tuyết rơi dày quá. Bên ngoài lạnh lắm, hai con ở trong nhà nhé. Hả? Ra chơi một tí thôi, mẹ sẽ không biết đâu. Mẹ cậu dặn là ở trong nhà cơ mà. Ôi, hai anh em lại tiếp tục làm trái lời mẹ nữa này. Nguy quá, hai lá phổi đang run lên cầm cập. Sau cùng, vì không nghe lời, cả hai anh em đều đã bị cảm lạnh rồi. Nhớ nhé, nếu hai con bị cảm lạnh, hai lá phổi cũng sẽ bị như thế đấy. Chúng con xin lỗi ạ. Chúng con sẽ không làm thế nữa đâu.